Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Giá Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Anh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà giá rất là hợp lý với giá chào bán 1.550.000.000 đồng, đã có sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Vị trí của cái căn nhà này thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với cái diện tích trên sổ đỏ là 34m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, hướng nhà là hướng đông bắc, ngõ trước nhà 2m, cách trục đường ô tô đi lại là 20m mọi người nha. Mời người theo em vào vị trí cụ thể của cái căn nhà này. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m4. Phần mặt tiền đều đã được ốp đá granite đầy đủ rồi. Với cái hướng mặt tiền là đông bắc, chia cái ngôi nhà ra là hai cửa, cửa chính và cửa sổ phụ, rất là thoáng nha mọi người. Ngõ thì rất là gần với trục đường ô tô, gần với chợ, trường mầm non, trường tiểu học, nhà văn hóa. Giá chào bán thì vô cùng hợp lý, 1.550.000.000 đồng, với một số quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 700.000.000 đồng tiền mặt là đã có thể sở hữu cho mình cái căn nhà rồi, nhà này rồi, và phần còn lại thì bên ngân hàng sẽ hỗ trợ mình nha. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha. Đây mọi người ạ. Và tầng 1 của ngôi nhà, mời mọi người theo em. Vị trí Ngọc Anh đang đứng ở đây là phần để xe mọi người ạ, phần để xe máy. Tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế và ở bên ngoài là phần để xe, bên trong là phòng bếp. Với cái hiện trạng của ngôi nhà này thì là đã hoàn thiện gần như là 100% rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi mọi người nha. Giá chào bán thì rất là rẻ, hiện tại là chỉ 1.550.000.000 đồng, giá gần như là rẻ nhất khu vực của phường Yên Nghĩa luôn mọi người ạ. Với thiết kế đấy, mọi người có thể nhìn thấy từ phía phòng bếp mà đi ra tới phần ở ngoài đây, phần cửa chính rất là rộng. Tầng 1 của ngôi nhà có một cửa, có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh phụ đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa cũng như là hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Và căn phòng bếp của ngôi nhà này thì rất là rộng mọi người nha. Đây ạ. Căn phòng bếp này rất là rộng. Tủ bếp được thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Phụ kiện bếp được thiết kế chất liệu inox 304, đầy đủ về vòi rửa cũng như là bồn rửa. Và ở đây thì là hệ thống nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội, đầy đủ hết hồ sơ điện nước rồi mọi người ạ. Với căn nhà này thì chủ đầu tư sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Mọi người nhìn trên video thì có thể quan sát luôn là giúp em về phần sơn cũng như là về phần gạch lát nền, về phần trần thạch cao đều đã được hoàn thiện xong xuôi hết cả rồi. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang đi lên từ tầng 1 lên tới tầng 4 thiết kế là gỗ lim. Mặt bậc của bậc được lát đá hoa cà. Và mời mọi người theo Ngọc Anh lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với thiết kế tầng 2 của ngôi nhà là phòng khách mọi người nha. Thiết kế theo kiểu hiện đại. Phòng khách có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài này rất là thoáng. Với cái diện tích 34m² thiết kế với cái ngôi nhà này vô cùng hợp lý. Phòng khách thì để trên tầng 2 riêng biệt với lại cái căn phòng bếp. Và phía phòng khách ở đây thì là có thiết kế một cái vách gỗ CNC ngăn cách giữa khu vực cầu thang và phần phòng khách. Cửa sổ thì hướng ra phía bên ngoài đây ạ. Toàn bộ ở trên phía tầng 2 được thiết kế trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Gạch, toàn bộ gạch lát nền của ngôi nhà là gạch kích thước 60-60. Vị trí của ngôi nhà này rất là gần với chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2 Yên Nghĩa mọi người nha. Tầng 2 của ngôi nhà gồm có một phòng ngủ và phòng khách đấy. Thì đây, phòng ngủ ở đây là hướng ra phía bên ngoài mặt ngõ. Với cái căn phòng ngủ này diện tích nó rơi khoảng tầm 9m², cửa sổ thông ra bên ngoài rất thoáng, có đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Và tầng 2 phòng ngủ này cũng có trần thạch cao. Hệ thống cửa thông phòng của ngôi nhà là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Từ vị trí của ngôi nhà này đi ra tới bến xe Yên Nghĩa nó khoảng tầm 4 cây, cách ngã tư Lê Trọng Tấn khoảng tầm 4 cây, và cách trục đường ô tô đi lại khoảng tầm 20m. Tầng 2 này có một nhà vệ sinh đầy đủ sử dụng công năng về thiết bị vệ sinh cũng như là bồn cầu, lavabo. Cửa nhà vệ sinh là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Toàn bộ cửa nhà vệ sinh và cửa thông phòng được thiết kế cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tiếp theo, mời mọi người theo Ngọc Anh lên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 thiết kế như thế nào?
Với thiết kế tầng 3 của ngôi nhà gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Như vậy, bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà đã có 3 phòng ngủ rộng rồi mọi người nha. Mọi người theo em vào căn phòng ngủ tiếp theo của ngôi nhà trên tầng 3 này. Ở đây có một cái giếng trời thẳng ở phía trên tầng 4 kéo xuống mọi người ạ. Nên tạo cái độ thoáng của cái gian phòng này. Phòng ngủ này thì rơi khoảng tầm 10m2. Có cửa sổ trước sau rất thoáng. Đó. Giá bán thì vô cùng hợp lý nha mọi người. Với căn nhà này quý khách hàng chỉ có 700 triệu tiền mặt thôi là có thể sở hữu nó rồi. Về cái cơ chế vay vốn ngân hàng thì là bên ngân hàng sẽ cho mình vay tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm mọi người nha. Lãi suất thấp nhất tính đến thời điểm hiện tại thì nó rơi khoảng tầm 6,8% một năm đầu. Cũng tùy từng ngân hàng, nếu như quý khách hàng quan tâm về cái vấn đề vay vốn thì cũng vui lòng gọi điện cho em. Đó. Và đã hết tầng 3 rồi, mời mọi người lên tham quan tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế, khi mà bước chân lên trên phía tầng 4 mọi người có thể nhìn thấy nơi Ngọc Ánh đang đứng rất là sáng đúng không ạ? Ở đây có một ô giếng trời để lấy ánh sáng toàn bộ xuống khu vực cầu thang của các tầng. Và đây chính là phần để máy giặt của ngôi nhà. Đó. Đây chính là phòng thờ của ngôi nhà. Phòng thờ cũng được, một số nhà thì có thể thiết kế làm phòng ngủ. Cái này là tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Như vậy, cái căn nhà này là có tới những 4 phòng riêng. Rất là thoáng, căn nhà hướng đông bắc thoáng. Đây mọi người có thể nhìn thấy này. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây, nhìn xung quanh rất là thoáng. Nhiều nhà cao tầng, nhiều cây xanh. Và giá chào bán thì vô cùng rẻ, 1 tỷ 550 triệu đồng thôi, mọi người có thể tưởng tượng đúng không ạ? Giá quá là hợp lý. Để mà so sánh với một căn chung cư tầm vừa phải thì cái căn nhà này sổ đỏ chính chủ riêng biệt, rất hợp lý. Quý khách hàng muốn quan tâm về cái căn nhà này và một số căn nhà khác, hiện tại bên Ngọc Ánh có căn giá thấp nhất là 1 tỷ 320 triệu đồng. Quý khách hàng quan tâm thì vui lòng add Zalo em hoặc là vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013403 hoặc 0888 041444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để có thể ủng hộ em. Và nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo của nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại.